Sốc, cảnh cả loạt nữ sinh dùng thứ này để đi vệ sinh đứng vì nhà trường bắt tiết kiệm nước. Theo lãnh đạo của ngôi trường này, nếu tất cả các nữ sinh thực hiện theo cách trên sẽ giúp tiết kiệm đến 160 khối nước. Chuyện tưởng như lạ đời nhưng hoàn toàn có thật này đang diễn ra tại một trường đại học ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sau nhiều lần bàn bạc, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định đổi toàn bộ bồn cầu ngồi thành bồn cầu đứng, loại mà ai cũng chỉ dành cho nam giới. Nguyên nhân là vì mục đích tiết kiệm nước, bởi theo họ, nếu mỗi ngày các bạn nữ đều đi vệ sinh đứng thì có thể tiết kiệm đến 160 khối nước. Khẩu hiệu tiết kiệm nước được dán ngay trên bồn cầu đứng. Khỏi phải nói, khi quyết định này được đưa ra, nó đã gây xôn xao như thế nào. Không chỉ các nữ sinh trong trường cảm thấy hoang mang, mà ngay cả những người khác cũng không thể thốt nên lời. Để các nữ sinh có thể tiểu tiện thuận lợi, nhà trường còn cung cấp một dụng cụ đặc biệt với hướng dẫn cụ thể dán trên tường. Tuy nhiên, nhiều nữ sinh cho hay họ đọc mãi vẫn chẳng hiểu gì. Dụng cụ bằng giấy giúp các nữ sinh giải quyết nỗi buồn thuận tiện hơn. Không chỉ gây xôn xao trong trường, nhà vệ sinh có 102 này còn khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý và đưa ra ý kiến. Trong khi chỉ một số ít tỏ ra thích thú, thì số còn lại hoàn toàn không đồng tình với quyết định này. Họ liên tục thắc mắc, không hiểu vì sao nhà trường lại có thể đưa ra một tối kiến như vậy. Chỉ cần tưởng tượng ra cũng thấy nỗi bất tiện không hề nhỏ với các bạn nữ. Không biết sẽ có bao nhiêu bạn xin thôi học vì lý do lãng xẹt này đây. Làm ơn hãy để mọi chuyện đúng với quy luật của tự nhiên được không? Một vài bình luận tiêu biểu của cư dân mạng. Hiện tại, vấn đề này vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, bỏ qua những lời phản ánh tiêu cực, nhà trường có vẻ vẫn kiên định không hề tỏ ý bãi bỏ quy định mới này.